Xin chào các bạn đã đến và quay trở lại với Di Động Việt. Huawei năm 2020 tới đây sẽ sống như thế nào đây? Về mặt danh nghĩa thì họ đang là công ty di động đứng thứ hai toàn cầu, nhưng về mặt lâu dài thì tương lai của họ bị đặt rất nhiều câu hỏi. Trong đó thì đáng kể nhất là những tác động của cuộc chiến thương mại toàn cầu sẽ đặt lên vai Huawei trong năm 2020 sẽ trở thành hiện thực đến mức như thế nào. Về cơ bản thì Huawei đã vượt qua năm 2019 vừa qua với khá nhiều thông tin đáng khích lệ về tốc độ tăng trưởng của công ty. Các lệnh cấm của chính quyền Donald Trump nhằm làm suy yếu tập đoàn công nghệ từ Trung Quốc đã dường như chưa có tác dụng gì nhiều cả. Điều dễ thấy nhất chính là doanh số điện thoại Huawei của năm 2019 không những không suy giảm mà còn tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy doanh thu cực khủng của Huawei trên sân nhà trong năm vừa qua đã vượt mức cần thiết để bù đắp cho doanh thu ở thị trường nước ngoài. Và dù bản thân thị trường smartphone tại Trung Quốc hiện đã bão hòa rồi, nhưng mà việc Huawei tăng cường bán sản phẩm ở quê nhà thông qua các nhà phân phối đã khiến nhiều nhà phân phối lớn của Trung Quốc dần có cảm tình và ủng hộ tinh thần ái quốc của Huawei nhiều hơn. Do đó thì trong năm 2020, Huawei đang được nhiều nhà phân tích kỳ vọng sẽ còn thăng tiến nhiều hơn nữa trên sân nhà Trung Quốc, trong khi các đối thủ Trung Quốc khác bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Tuy nhiên thì dù có thể phát triển cực kỳ mạnh ở Trung Quốc thì cánh cửa của Huawei bước ra thị trường toàn cầu đang ngày càng đóng chặt lại. Một ví dụ là tại thị trường Trung Đông nhé, Huawei đã đánh mất thị phần của họ kể từ quý 2 năm ngoái cơ. Theo một dự báo từ IDC cho thấy là năm 2020 trên thị trường toàn cầu thì Huawei sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm. Trong đó thì thị phần điện thoại cao cấp của công ty sẽ dần tiến về con số 0. Còn thị phần trung cấp sẽ suy giảm do công ty chỉ có thể phát hành các điện thoại giá rẻ với phần cứng cũ để có thể cài đặt được Google một cách hạn chế. Hơn nữa thì Huawei sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh hơn trong năm nay. Với Samsung thì tiếp tục tăng trưởng thần tốc, Apple giới thiệu loạt thiết bị mới trong đó có các mẫu 5G và còn từ các nhãn hiệu Trung Quốc khác như là Xiaomi, Vivo vân vân nữa. Tuy nhiên thì một điều thú vị đó là dường như năm 2020 chỉ là một bước lùi để Huawei tiến xa hơn vào các năm tiếp theo mà thôi. Theo dự báo của IDC thì đòn bẩy chính của Huawei sẽ là 5G. Dù cho năm ngoái Huawei mới chỉ tung ra một smartphone 5G là Mate 20X, nhưng hãng được kỳ vọng sẽ trở thành nhà sản xuất smartphone 5G lớn nhất toàn cầu trong năm nay cùng với nhãn hiệu con là Honor. Chủ yếu là nhờ doanh số mạnh tại thị trường Trung Quốc. Trung Quốc đóng góp khoảng 30% thiết bị 5G cho ngành công nghiệp smartphone toàn cầu, trong khi Mỹ thì chỉ khoảng 15%. Trong khi đó thì đối thủ trực tiếp của Huawei là Samsung đang chủ yếu triển khai 5G ở Hàn Quốc, còn ở Trung Quốc thì họ không có ưu thế, thị phần chỉ chưa đầy 1%. Bên cạnh đó thì rằng tốc độ triển khai các dịch vụ 5G tại châu Âu là không cao và số lượng smartphone 5G tại đây cũng sẽ rất là thấp. Do đó thì nếu Huawei tung ra các điện thoại 5G với mức giá phải chăng thì đây sẽ là cách để họ tìm lại được lòng tin của người dùng khi mà không còn sự hiện diện của Google trên điện thoại của công ty. Mặc dù đây vẫn chỉ là dự báo và phải chờ thêm thời gian mới kiểm chứng được những cố gắng của Huawei sẽ đạt được kết quả như thế nào. Nhưng mà rõ ràng chúng ta vẫn thấy đó là một con đường để cho Huawei đi và phát triển trong tương lai. Còn các bạn thì nghĩ sao? Các bạn nghĩ xem ngoài cái cách đó thì Huawei còn cách nào để tồn tại cũng như phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai hay không? Đặc biệt là tại thị trường quốc tế. Hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.